Nè, anh kia, ăn xong rồi muốn bỏ đi như vậy hay sao? Không phải, tôi thấy bạn tôi chưa tới, định gọi điện thoại thôi mà. Được, 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 anh trả tiền trước đi. 6 tô mì trứng, 3 ly trà chanh, tổng cộng là 171 đồng. Hay là vậy đi, tôi đứng ở đây, chị cho tôi mượn điện thoại gọi. À, đau, chị ơi, đau. Còn muốn lừa luôn cái điện thoại của tôi hả? Ê, anh Á kìa. Anh không phải, đau quá, đau quá, đau quá. Ê, buông ra, bà chủ. Chị gì ơi, anh có chuyện gì vậy? Ăn cơm chùa chứ gì. Trả tiền đi, 171 đồng nhanh lên. Không cần thối đâu. Hôm nay mai cho cậu lắm đó nghe. Chị ơi, từ ngày chị làm ruộng hả, sao mạnh tay quá vậy? Anh có bị gì không? Ăn không trả tiền, anh vừa mới được thả ra đó, nguy hiểm quá à. Hai người còn nói được nữa, tôi đợi hai người cả buổi sáng rồi, bây giờ tôi ăn ở lên tận cổ họng luôn rồi. Vậy hả? Vậy mấy cái bánh trứng ngon này không cần chừa cho anh rồi. Vậy thì không phải, cho dù có no tới tận cổ họng đi nữa thì cũng còn ăn nổi bánh trứng. Wow. Wow. Lâu lắm rồi không được hưởng thụ như vậy, như là đại gia vậy đó, phê thiệt. Anh à, chị ấy làm việc cực khổ trên tòa như vậy, chúng ta lại nằm ở đây hưởng thụ, có phải là không tốt lắm hay không? Anh vừa mới được thả ra, đương nhiên phải tắm rửa sạch sẽ rồi, rửa hết xui xẻo đi. Sao lại tới lượt mấy người đàn bà nói nhiều chuyện vậy? Lơ hữu biết thì không nói gì, còn không biết thì... Lơ hữu? Bạn gái của Lơ Bá này chính là Lơ Hữu đó. Ê, Lơ Hữu tìm anh nè. Sao hả? Vừa mới làm việc xong là muốn gặp anh liền hả? Sao rồi? Đi chơi đâu với bọn em vậy? Chơi cái gì đâu chứ, bọn anh đang ở nhà hàng, ăn chút bánh trứng, uống chút trà thôi mà. Vậy à? Nhà hàng nào mà yên tĩnh vậy? Chụp tấm hình cho em coi đi. Chào chị Khổ. Chào chị Khổ. Em đang về cái ổ của các anh đó, chút nữa gặp. Bye. Anh Á à, chúng ta đâu phải đi chơi gái đâu, làm gì sợ dữ vậy? Cậu ít gặp phụ nữ quá thôi, hồi nhỏ mọn lắm. Nếu như cổ biết được, anh không đi tìm cổ trước tiên, mà ra đây hưởng thụ cùng hai người, ghen là cái chắc đó. Nè, chúng ta chơi quá lâu rồi, nên về rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, chơi lâu rồi, chơi lâu rồi, về thôi. Hey, tôi cảm thấy kiểu dáng như vậy không ổn lắm, không thoải mái chút nào hết à. Chị Khổ nói là phải bắt đầu lại, cố tình chuẩn bị bộ đồ này kêu em mang tới đây cho anh mặc đó. Một ngày nửa ngày thôi mà, chiều lòng cô ta đi. Đứng lại. Là lực á, bước qua cái thao lửa này đi. Yes, madam. Ngay cả lá bưởi cũng chuẩn bị luôn rồi. Để phủi sạch chừng xuôi của anh đó. Vừa mới gặp nhau đã sờ tới sờ lui rồi, anh nói em tinh nghịch thì có. Bộ anh không có giận em, chỉ biết đi kiện tụng với hàng xóm láng giềng mà không tới đón anh sao? Nhưng em cũng đâu có giận anh, vừa mới ra tù thì đi chơi với đám anh em mà không tới tìm em. Trời, cậu nên nhà em Jay sẽ trông chừng anh giúp em mà. Cùng lắm thì anh đi massage xông hơi chút thôi, đi chơi ở đâu được chứ. Em đang xem thường anh, không dám làm chuyện hư hỏng, có phải không? Đúng vậy. Sao rồi, có nhớ em không? Vậy em thì sao, có nhớ anh không? Anh nói đi. Chà, anh tưởng tụi em tàn hình hả? Hey, mặc kệ họ đi, lâu lắm rồi không gặp, để họ âu yếm một chút đi, cứ tiếp tục ha. Nè, đừng có nhìn lén đó, con nít coi không nên đâu. Em thích chơi trò này hả? Trời, nè, súng đồ chơi, đồng phục dụ dỗ nữa hả? Ai làm phiền tôi ngủ vậy? Anh lại, trước kia căn phòng của anh bỏ trống nên em mới cho anh ta ngủ nhờ ở đây. Trời,
Có phải đêm qua đã kêu cậu dọn đi sao? Sao cậu còn ở đây vậy? Sáng sớm tôi tăng ca về, định thu dọn đồ đạc rồi đi liền. Ai ngờ mệt quá ngủ tiếp đi. Anh này là ai vậy? Làm ơn, tôi đây là La Lực Á, hàng xóm đây mặt gọi là Lô Bá. Thần tượng, thần tượng. Em tên là Lương Bao Thanh, ai ai cũng kêu em là Lương Bao. Lo Bá, Lương Bao, thần tượng ơi. Sếp Thanh có phải không? Thật ra thì chúng ta đâu có quen lắm. Cậu nắm tay tôi chặt như vậy, không lẽ cậu đây là... Không phải, đừng hiểu lầm mà thần tượng. Tôi đây là một nam tử hán rắn như sắt, nhưng mà nói tới nói lui tôi cũng không thể so với thần tượng nhanh được. Lô Bá đi, duy trì chính nghĩa, phục vụ nhân dân, bảo vệ phe yếu. Những chuyện quan phong như vậy cả thâm thủy bộ ai cũng biết hết. Từ 3 tuổi tới 80 tuổi ai cũng biết rồi, hết. Đừng nói nhiều nữa, đợi sếp Phạm Nhân rồi hắn nói. Cứ để cậu ấy nói, cậu ấy toàn nói sự thật. Dạ phải. Anh Á đã về rồi, anh nên tìm chỗ nào đó để dọn đi. Tôi đã kiếm được rồi, nhưng mà định dọn lại căn phòng này để cho thần tượng có thể thoải mái mà ở thôi. Bề bộn như vậy muốn dọn cũng tốn nhiều thời gian lắm đó. Hôm nay tới chỗ em đi. Sếp Thăng à, chìa khóa đâu? Chìa khóa đưa cho tôi.